Nhà nuôi con gà mà nó phá quá, nên hôm nay bác làm gà roti ăn nha cả nhà. Chippy. Nguyên liệu cho cái món gà roti của mình đây. Giờ mình sẽ bắt đầu ướp. Giờ mình sẽ trộn tất cả các nguyên liệu này lại với nhau. Ăn cho mình. Ngon quá. Nói gì thì chế. Cái này của con đó, gọi anh đi. Giống nhau thôi nào. Cảm ơn con. Hôm nay hai mẹ con mình có tóc mới đúng không? Đẹp không? Đẹp trai quá à. Mẹ cũng có tóc mới mà con cũng có tóc mới. Gà này mình ướp hôm qua 2 kg, nhưng mà sáng nhưng mà hôm nay mình nấu có 1 kg thôi. Bởi vì mình lười quá. Cái nồi nó nhỏ lắm. Nồi nó nhỏ mình nấu. That's my hand. Gà rất là ngon, mềm, thơm. Cái này nguội này còn không anh á? Nguội quá, mềm đúng không? Dip dip rồi. Dip dip. Chấm nào. Rồi ăn đi. Dẻo quá, dính tay luôn ạ.
Chai bánh mì người ta làm nó vậy, mẹ không biết không? Anh chơi hâu. Lâu lắm rồi mình không có làm gà roti. Ở đây biết gọi là gì không con? Gà roti. Nói chứ con. Gà roti. Chết kì. Không không. Xí rồi bỏ đây ha. Xí rồi bỏ đây cho con. Ăn thịt bà chứ không, không ăn thịt mẹ không cho ăn nữa. Ăn miếng dưa leo à, nó đẹp da. Con mang là lần sau mẹ không cho, mẹ không có nấu nữa đó. Hành, cái này. Đá chế. Không, đá hành thôi. Coi nhìn. Cái mẹ to rồi. Quen anh nhé. Đó thì cái này thấm rất là ngon, còn lấy ra đi, bóc bỏ miệng đi. Anh nữa không? Oh, bye bye hả? Bye bye. Bye bye, hai mẹ con ăn xong rồi. Hôm nay chị Hai không ăn trưa bởi vì hai bệnh rồi. Bye bye mọi người. Hẹn gặp lại. Bye bye.